ai cũng lười. Còn Dương nó bảo có lùi được xuống đây không để em đỡ phải chở. Đây, cái này thì làm sao mà lùi được. Mấy cái thứ hai xe to lắm. Thôi mình cố gắng mình chở lên trên kia thôi. Chứ đáng nhất là nó không lùi xuống sâu nữa đâu. Nó đợi đến cái chỗ mộ tổ là nó dừng lại. Nhưng mà bọn này nó vẫn liều, nó lùi xuống. Ở đấy có một cái cam ấy. Lần trước cái ô tô kia nó đã không dám lùi. Chắc ông này khéo nằm gãy mẹ cam của người ta rồi. Lần trước có cái cam cho nên là ô tô nó không dám lùi. Nên lần này vẫn lùi. Ông cứ mặc vào cho nó đẹp này, việc gì phải cởi ra. Nhưng nhớ nó tí nó lại mưa thì sao. Ôi hôm nay là thoát đi đây này. Chương trình nhà vườn lớn nhất miền Bắc bắt đầu thoát đi. Cháu có bê được đâu mà ông đi bê đi. À ông vẫn khênh à? Chưa xong à? Chưa xong thì tôi cứ ấy đi, xe vẫn chờ mà. Sợ gì? Cái loại này nếu mà ông bảo là chỉ có mỗi riêng nhài ba lá thì chắc là xếp được 1000 cây như này. Xếp 20 cây này xong rồi ra kia còn xếp hoa hồng cổ cơ mà. Nhưng mà ông phải ấy, ông phải mang cái tí nữa. Tí nữa em phải ấy cái gì nhỉ? Cái cuộn dây đỏ theo. Nên để cố định nó dọc theo cái thành. Đúng là làm việc thủ công nó khác. Ở trên kia toàn cẩu, chả phải động tay. Thằng quý em nó bảo nó bảo cái Thủy là cả sự nghiệp của em là chưa bao giờ phải dùng cẩu. Bán cây chỉ có cùng lắm là hai người bê. Nhưng mà cái dòng này cũng là dòng to rồi, phải dùng đòn gánh để khiêng. Huy động gần như cả làng ra đánh mấy cây nhài ba lá này. Được cái nó vui. Thằng Dương nó bảo có lùi được xuống đây, lái xe nó vẫn cứ lùi. Không biết là có cái cam của nhà, cái nhà có mộ tổ hay không. Lần trước xếp cây cũng là chỉ xếp ở đấy thôi, chỗ đầu chỗ mộ tổ thôi. May mà ông cháu mình buộc bầu trước đây. Không rồi về sau nó mưa ấy. Tá hết. Đất này không sợ à? Càng mưa càng rắn à? Càng mưa càng rắn à? Đã bảo ông để tháo cái cọc của người ta đi. Lại cho vào à? Ôi. Đấy thấy chưa? Những cái cây mà có giá ấy, thì tiếc gì cái cọc 70.000. Cái cọc 75.000 tiếc làm gì? Chủ yếu mình giữ được uy tín, từ sau mình lại sản xuất cái bọn này mình lại bán. Mới tháo ra để làm gì? Quá vất vả luôn. Cuộc sống kiếm tiền hơi vất vả. Cũng nhưng mà cũng vui. À, cũng vui. Anh đi đâu về đây? Trời mưa thế này thì cứ ngồi ở cái vườn nhà ai xong rồi ngồi uống nước chè xong 100% thế là hết ngày, hết buổi chiều. Anh em đây phải bốc cây chứ không thì em cũng còn ngồi ở nhà. Ngồi đâu? Thường mấy anh em tầm này các nhà vườn là lớn nhất miền Bắc là toàn ngồi không uống rượu gì, uống chè say hết câu chuyện rồi. Chỉ uống chè là đã say thấm đậm tình quân dân rồi, việc gì phải uống rượu làm gì. Tuấn Phúc đau hết đầu rồi. Chưa giải cứu được cho nó, chỉ giải cứu hôm qua là giải cứu 20 chậu hoa giấy. Nhưng mà hóa ra là hoa giấy lại nhầm hàng sang của thằng em Quý. Là cái loại hoa giấy 180 cơ. Thế là hôm qua phải năn nỉ gãy lưỡi đấy. Mẹ bảo là nhầm rồi cái Thủy ấy. Thủy nó nghĩ là cái hàng 350 là cái hàng bé nhất của hoa giấy rồi. Nhưng mà hóa ra là nhận khách từ cái đợt mà thanh lý cho thằng em Quý. Người nông dân mình buổi sáng là tiếc cái ấy không? Tiếc cái cọc. Thôi đi. Phải chăng ngắn hoai. Nhưng mà cũng ấy nhỉ. Thôi thì ông nội phải đợi chứ cháu bê làm sao được cây. Bây giờ thật cháu không bê được thật. Vừa lúc nãy cứ gõ cái xác xô mà. Gõ cái xác xô mà. Lái xe trông nếu mà sạch sẽ thì người ta bê, còn nếu mà bẩn như này là người ta không hết. Hình như là cái này là cái xe người ta xe lâng mà. Xe Linh à? Không, xe là xe Bắc Nam mà. Xe Linh thì nó đã xuống tận đây. Xe tải Bắc Nam. Xe Linh thì thằng Linh, em Linh thì mẹ chỉ cần nhờ một câu là nó một mình các ông, mấy cả ông nội, mấy cả ông Tư là ông cứ ngồi hết. Ông Tú là cứ ngồi hết, một mình thằng ấy nó làm. Chỉ cần nhờ thôi là một mình nó làm hết. Các ông đi, cháu một mình cháu làm. Mặc dù cháu là lái xe à.
hạ xuống thôi, hạ xuống nhưng mà để dưới tán. Xe chờ cũng kệ mà. Vẫn chờ được mà. Mấy đây? 2 4 5. 5 cây đi. Ông làm việc là làm việc hơi muộn đấy nhá. Giờ này mới có được có 6 cây 7 cây thế này. Vâng. Hôm nay đánh con lô 37 là trượt nhá. Lô 37 là trượt đấy. Mai anh đào đây này, ông không học người ta để mà trồng. Cả làng trồng mai anh đào rồi mà không thèm trồng. Thanh long, thanh liếc. Chứ đâu còn đội mũ nữa. Ông ấy bảo là khênh đấy cho. À, ông Tú lên hạ cây bên Dương à? Là khênh. Nhưng mà đúng là làm cái hàng này công nhận đấy nhỉ. Thế sao phải trồng cây nhài nào mà nó tầm 2 30 triệu, 3 40 triệu ấy thì cẩu. Hả? Không xếp được xe, chưa xếp được xe thì cứ xếp lên xe cũng được ông ơi. Cho lên xe nhưng mà để ở hai thành ấy. Đi. À, lấy cho cháu cuộn dây. Lấy luôn cho cháu cuộn dây đỏ. Ông chờ tí để lấy cuộn dây đỏ. Mà ông phi lên đường, ông cháu đi bộ lên đường. Lấy cái cuộn dây đỏ. Vâng, để buộc vào hai thành, để tí nào cho hoa hồng, chậu hoa hồng vào giữa. Ông cứ lên thì cháu đi bộ lên, cháu cầm cuộn dây trong đường. Mà đừng nào cháu với ông trả lên xong mới hạ cây. Hạ cái cây nhài kia cho lên ấy. Phải. Thế ông cứ lên đi, cháu đi bộ lên cho. Để dọc theo hai thành ấy này, xong tí này dây để cố định vào thành ấy. Chờ ông nội thì mình vào mình lấy nhanh hơn, nhưng mà đi đường thế này nó hơi bẩn. Chân mình cũng lá ngọc cành vàng, đi xuống đây thì chết. Kia đây gẫm dẫm phải cái gai trúc quân tử này thì chết. Chân cũng lá ngọc cành vàng đấy. À, hồi cấp 2 với cấp 3 mẹ mình cũng như thái tử con ấy, có phải là giờ này có phải như này đâu. Gia đình cũng có điều kiện. Mẹ cũng thái tử đấy, đúng không ạ? Cũng không phải là mặc áo mưa mà 20.000 này đâu. Mẹ mặc áo mưa là cũng phải gu xì đấy. Với cả che lò mấy cái gì đấy. Nhưng mà dù gì nó hàng fake thôi. Cũng lên trên Hà Nội xong rồi mua quần áo ấy. Mẹ dù gì cũng phải gu xì mấy các thứ. Đua đòi theo chúng bạn ấy. Quần là nói thật ra là quần Âu là mẹ phải tầm 2 gang. Ống ấy. Ống nói chung là nó cũng phải tầm. Các ông còn nhớ cái thế hệ mà 2.000 của anh em mình không? Ống cái loại ống của áo mưa này đã là gì? Mẹ còn phải dài hơn. Quần Âu nhưng mà áo ống gọi là ống rộng ấy. Xong rồi quần kaki, mình may cái quần đợt ấy là quần kaki trắng thế. Mẹ, ống nó cũng phải, mẹ tay nó như kiểu quần bọn thái giám ấy. Nó phải rộng. Bọn thái giám ngày xưa có cái tay áo nó rộng thục thàng thình ấy. Mình có những cái quần cái áo mà liên đại tầm 3 40 năm, 3 là 20 năm ấy. 20 năm từ cái hồi còn là học sinh ấy. Là sinh viên ấy. Lâu lắm rồi cũng không mua các cái quần áo kiểu nó hàng hiệu. Quần áo bây giờ phải tính theo kiểu chục năm một. Niên đại chục năm y như là cái áo của ông Sơn đang mặc này. Từ cái thời thanh niên ông đi Huế ông mua cái áo này đúng không? Cái tay áo bây giờ nói thật ra là mẹ nó rộng hơn cả thái giám ngày xưa. Đây này, ngày xưa là người ta mặc cái ống này dài như này để người ta nhận phong bì. Nhưng mà bây giờ điều kiện không có ai. Mẹ, tay áo là rộng hơn cả áo thái giám ngày xưa. Đút phong bì toàn đút qua thái ấy không? Quà kiếp các thứ này. Cái này để cố định cái ngọn nhài vào hai cái thụa thành xe. Để chỗ ở giữa là để cẩu 4-5 chậu hoa hồng. Đấy, mẹ bảo xe đỗ ở phía trên, không đỗ lui xuống phía dưới này. Đã bảo đỗ ở chỗ mộ tổ thôi này, đỗ quá cả mộ tổ thế là xe này không đi được đây này. Đấy, có ăn hại không chứ nhỉ? Làm ảnh hưởng đến đời sống của chúng sinh khác. À, thằng em Dương thì nó bảo xe lùi xuống tận dưới này để đỡ em đỡ phải chở. À, mình nhìn thấy cái đường điện của em Quý như này thì làm sao mà đi được. Lùi thì chắc là lùi xuống dưới này sâu được, nhưng mà nó ảnh hưởng đến thế trận của bà con khác.
đáng nhẽ là người ta qua cái chỗ chưa đến chỗ ngã tự chỗ ngã ba này này là người ta đỗ ở đấy. Lần trước cái xe kia nó cũng không dám lùi xuống này, tại vì có một cái cam. Nhưng mà lần này lùi sâu quá. Lần trước kiểu có anh Lâm ấy mình mới cho lùi vào đây ấy chứ. Mà lần này là lái xe là tham quá. Dặn đi dặn lại cái thằng áo đỏ rồi. Ông này thì vẫn đi được. Đấy, có cần phải lên ô tô xuống ô tô nào. Mẹ đi bộ đây này, chả cần phải xe máy. Đi bộ. Chúng sinh còn mệt hơn mình mà vất vả hơn mình. Mình không phải theo kiểu như gã đầu bạc. Mẹ lên ô tô xuống ô tô xong rồi quần áo phải sang xịn mịn. Tôi có phải là đi giày đen mới cả tôi phải mặc áo vest để tôi chứng tỏ là tôi bán được cây tiền triệu mới 20 triệu mới 50 triệu đâu. Mọi thứ nó diễn ra nó thực tế như thế này chứ. Đâu ông cứ bảo là gửi cho gã đầu bạc thì là gã đầu bạc cho mất cây. Bảo mất cây trong video thì chả có ý nghĩa gì cả. Ê, quay nàng xóm đang giềng đây hoặc là bà con Nại Ốc hoặc là bà con Văn Giang ấy. Người ta nhìn những ông như là ông Tú mấy cả thằng em Dương mấy cả thằng áo đỏ này là kể cái Yên Mỹ ấy. Người ta bảo hôm nay mày bốc cây à? Thế thằng em áo đỏ em ở tận Tuyên Quang hay gì đấy. Bảo vâng hôm nay bốc cây bốc thật. Chứ không phải là bốc chỉ ở trong video. Nhưng chứ còn mẹ gã đầu bạc quay ông Tú chẳng hạn. Không không, nó cho tao 100.000 để tao ra tao diễn. Hiểu chưa? Nó thực tế như thế này. Thằng áo đỏ, tao đã bảo mày đỗ ở chỗ kia, nghe chỗ kia thôi, mày lùi sâu thế. Ừ, không cũng không ảnh hưởng gì đến cam của người ta. Mày quay cho thằng nào đây? Hoàn à? Hay thằng nào? Ôi giời, cho hạ xuống xong rồi lại kéo lên. Thằng này không lên được này. Thằng này nó sợ độ cao không ạ? Xe người ta bao nhiêu tiền? Chưa biết trèo. 30 tuổi, 40 tuổi rồi mà chưa biết trèo cây này. Thằng Dương mày đừng làm tấn nó cười. 40 tuổi. Hàng này nhận mới giả được cơ. Ôi ông đi đâu về đây đây? Đi ra vườn. Đây giải quyết xong cái này rồi sẽ đến lượt ông. Cháu có lời hứa Hippograph rồi. Nhưng mà kiểu ngày nào cũng như thế này làm gì có thời gian đâu. Nó kiểu nó không sắp xếp được. Đấy, cứ làm việc lọ này nó lại bỏ việc trai thôi. Ôi nặng quá nhỉ. Đáng nhẽ là hình như là nếu mà ấy là lấy cái ấy này, lấy cái bao tải này kéo rồi. Vâng, nhà kép đây. À, đây, ông cũng nhìn thấy thằng áo xanh, ông biết là nó là con ông nào bà nào không? Không. Đi đường phải hỏi là bố mẹ mày là ai chứ nhỉ? Thằng Dương, con bà Sơn ông lợi. Thằng Tuấn Châu thì ông biết, còn thằng này thì nó quan hệ xã hội nó ít. Cái này thì bán cho khách tầm 2 triệu 2 triệu rưỡi gì đấy. Còn nếu mà bán lẻ thì cũng phải được 3 triệu rưỡi. Lấy dây này em ơi, dây xong rồi buộc cố định vào cái thành này dọc này này. Bật lửa đây. Con nhà lông không biết cắt dây kiểu gì. Bọn thằng như thằng Tuấn Châu là nó biết, nó buộc hai cái xong rồi nó giật một phát là xong. Tuấn Châu là nó kiểu nó cái bản năng sinh tồn nó cao hơn thằng em Dương. Thằng ấy nếu mà nó không ấy được là nó dùng răng nó cắn. Như chuột. Thằng ấy bản năng sinh tồn nó cao mà. Đấy, thì hơi ảnh hưởng đến bà con nông dân đấy. Đây hướng dẫn cho ông các ông xếp xe nha. Tôi nói chung là tôi cũng như thằng em Dương rồi, kéo trèo được lên, kiểu nó trơn trơn đi. Thế là tôi áp dụng công nghệ thông tin là tôi hạ cái này xuống. Thằng em Dương nó không biết cách làm. Nó ấn hai cái phím này, một cái lùi lên, một cái lùi lên. Thì là thế, là cứ thế mà bật thôi. Mà thằng em Dương nó lại không biết cách làm. Nó trèo và trèo không được. Bây giờ tôi chỉ cần ấn cái nút này là nó lên thôi. Đấy. Mình lúc ấy mình biết nhưng mình không bảo. Thằng ấy nó trèo khổ ra. Đấy.
Nhưng như ông Tú bảo buộc như này này là làm sao cho nó đảm bảo không nó gãy, lại phải buộc một múi trên này à? Đây là để đỡ. Ôi chết rồi, buộc qua cái này đó rồi. Cái này có phải tháo ra không? Cái này để tí nó che để cho đỡ bị gió tạt đi. Phải cắt ra, cắt cái đầu ra. Cái ý này để nó ấy này. Đấy, ông cháu sợ là ông buộc vào lưới của nó ấy. Ừ đấy, cái này để tí nó che tất cả các cái loại cây ấy. Ông Tú hiểu không? Cái này này, cái lưới đen này này, để tí nó che các cây để nó đỡ bị ấy ấy. Đấy, đừng buộc vào cái lưới đen của nó, ông tí nó nè. Cả hoa hồng đồng phát là nó chăng lưới đen sang hai bên đi. Làm sao cho cẩn thận, không là đi đường nó gãy. Trông cái hàng mấy triệu bạc mà nó là thỏa luôn. Mới được có như này là mới được có 5-6 cây à? 6 cây một lần. Nó tầm đâu mà đó là 4 chuyến. Đấy, nhảy kem nhỉ. Cây to tướng. Ừ, quá to tướng luôn. Đáng nhẽ thằng này phải đi bán cây với mình. Nó nói mà làm cho là mà khách không mua cũng phải mua, không mua nhanh là hết luôn. Cho cái này thành hết rồi, cho vào giữa này. Không, cho vào giữa để tí nó chạy, để chạy hoa hồng dọc đây cơ mà. Chậu to đấy, chậu hoa hồng 1.2 cơ mà. Tức là chỉ có xếp cái nhà kép này dọc theo cái này thôi. Còn tí ờ hai bên cũng được, em thích làm hai bên được. Đừng buộc vào cái lưới đen của người ta là được, để lưới đen để tí nó rút ra để nó che ấy. Kinh, công to việc lớn không. Thôi anh làm việc khác đi nha, để em còn xem xe cộ mới cả sắp xếp hàng. Đấy, nó phải có tố chất như thế thì nó mới ấy được. Thế ra cái này thì thực ra bọn em hầu như không phải hỗ trợ nhiều. Tính theo ấy đi chứ, tính theo khoang. À, tính theo, một là nếu mà lấy ít thì tính theo khoang. Hai là tính theo xe. Hiểu chưa? Tính theo xe, chả biết cái thủy nó thuê bao nhiêu, nhưng mà bình thường là một khoang này hình như bây giờ là 6 triệu rưỡi hay sao ấy. Còn lại qua một cò như là thằng Hoàn nữa, xong rồi Hoàn lại trả cho một cái chủ chính. Nó bây giờ xe có phải là ấy đâu, phải cò thì mới ấy được chứ. Tức là bên môi giới vận chuyển ấy, em hiểu chưa? Đấy, nó còn bao nhiêu mảng chứ làm sao mà mình ấy được. Còn bây giờ như anh, bây giờ anh nhớ ra từng xe một, xong rồi gọi cho thằng nọ thằng kia, xong rồi bảo là hết, hoặc là ông nọ ông kia bảo là hết xe rồi, thế là lại khổ ra, hiểu chưa? Chỉ bảo cho thằng Hoàn là mày có nhận được xe về Hậu Giang, có xe về miền Tây hay không, hoặc thế nọ thế kia, là nó bảo nó tự sắp xếp được. Em hiểu chưa? Dương này chả hiểu gì. Đấy, bây giờ là có cả nhiều ngón nghề như thế này. Cho nên nhiều khi thằng Hoàn nó có 8 cái xe ngày xưa thôi, bây giờ nó có thể nó cung cấp ra 100 xe. Môi giới cả bên vận chuyển cơ mà. Nó chỉ cần nhận cước thôi, xong rồi các người anh em khác vận chuyển thì nó lại ấy được giá thấp hơn thì nó quay vườn hồng nhai đẹp nhỉ. Hồng á? Đang bốc đây. Trên anh Thấn với cả anh Tuyết. Làm sao được. Nói chung là cái gì cũng thế, khi mà như ngày xưa thằng em Hùng ấy nó chăm được cái vườn hồng ấy, xong rồi nó mất bao nhiêu công xén này. Lưới này để tí nó che cây. Có mà. Thằng em này nó không biết, tức là tí nữa là che bạt, che như này. Ừ, thằng em là không biết, nhưng mà cố định như này thì tí nó đỡ phải buộc. Em hiểu chưa? Tí nó chỉ cần vắt từ bên nọ sang bên kia, chứ bây giờ mày cởi ra xong tí nó lại phải buộc đấy. Thằng em này không hiểu à? Tí nó cho hết cây vào đây này, văng sang hai bên, chứ bây giờ mày mà tháo ra một phát là tí nó mày lại phải đi buộc. Em hiểu chưa? Có kéo thì chỉ có em lên xác xô, xong em kéo nó lên, em buộc nó cao lên để mọi người ấy thôi. Ông xác xô thì ấy được, tí nữa cần chất đến đâu thì. Tức là em không hiểu à, em lên em kéo cái này lên phía trên xác xô là buộc lên, để cho mọi người buộc ở đây, để tìm cái lỗ để mà mọi người buộc này này. Đấy, đừng nào mà em phải lên đấy mày kéo, xong mày buộc cái ý. Đấy, đấy, ừ, đấy. Làm gì nữa,
sát sôi cao đến đâu thì nơi. Mày lên mày ngủ một trận đi, có về ấy gì đâu. Còn 20 cây này chắc nửa tiếng nữa thì mới đi được. Sao mới kia này? Giám đốc ơi, ngủ em thì... À, giám đốc mới được ngủ à? Em sao được ngủ? Nói chung ở đây cũng vui mà, đi quay quay lang thang này, xem có cây nào xong rồi chụp ảnh xong rồi đăng Face xong rồi bán. Mày mà biết không biết giá cái gì thì mày mà bảo anh. Ừ đấy, xong rồi anh mày cứ liên kết luôn đúng rồi. Mày thằng này mặt nó giống rất giống ông gì nhỉ? Amir Khan của phim Ấn Độ ấy. Ờ. Ừ. Mẹ thằng ấy tỷ phú đấy, ờ nổi tiếng lắm đấy. Mặt của nó giống cái diễn viên của bên Ấn Độ ấy, cái thằng à cái anh gì đấy. Anh gì mà bảo đóng ba chàng ngốc mấy cái gì nhỉ? Cái gì mà về ấy đây. Nhưng nổi tiếng nhất là ba chàng ngốc. Thế là em giáo sư đây. Đúng là nổi tiếng đúng không? Ừ, mày đẹp trai mà anh bảo thật. Chỉ cần khéo khéo miệng một tí nữa là hoàn thiện đấy. Xong rồi đây, một hàng như này là 5 cây, 6 cây. Chỉ 3 chuyến kéo nữa là xong. Xong đây xong rồi là hoa hồng. Ừ, là phi vào kia bốc hoa hồng nữa là xong. Nhưng mà chắc hôm nay bị bỏ lại một chậu rồi. Một xe này chắc là không đủ 5 cái chậu vừa lấy. Tao không để ý, chắc hôm nay cũng chỉ được một khoang này, một chậu. Không còn những hàng như thế này này. Thế thôi, nhà hết. Đấy, nhà chép nha. Hàng hiếm đấy. Hàng to như này là hiếm, toàn là kiểu bà con mấy các thứ là đi đầu ấy. Đi đầu là hóa ra con thằng Dương này hôm nay tao mới biết nhá. Mày theo dõi tao. Mày theo dõi tao. Ấy, thế tao biết ngay mà. Mẹ cứ theo dõi mình, tao bảo thật là anh em ở đây rất là muốn. Facebook của anh là gì đấy mà em theo dõi em thả like em chia sẻ. Bộ tim cho quả tim. Bộ cái gì nhỉ? Bộ gì quả tim? Đâu. Tao cũng ngại, tao không muốn nói cho người ta biết mày lại hỏi. Góp nhà cá đá mày lấy vào. Góp nhà cá đá. Ờ, góp. Bao nhiêu nghìn người thì góp. Ờ, không cách ra. Đấy đấy. Ôi giời ơi, mình hiện lên luôn này. Ôi giời ơi. Dưới. Cái này là cái tao mới nạp. Trang rồi. Trang. Đây. Ờ, cái quả đó. Ôi thằng này. Ờ, đéo phải rồi. Ờ, cái trang chính của mình đéo đâu nhỉ? Ờ, cái trang chính của mình tìm mãi không ra này. Có cái này có 11 người theo dõi này. À. Đúng ai đồ rồi. Không phải, cái của tao nó đông. Cái của tao nó đông rồi mà. Đây là các cái trang cá nhân. Đây. Đấy, xem trang này. Đây. Đây là từ hôm qua. Đấy, vào trang này này. Rồi. Ui, thêm một mắt. Đâu biết đâu. Lại thêm một mắt nó xem rồi.